Nếu mà hảo. bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học bài 4. Tỷ sử khở Tỷ Sử Khở Tỷ sử khở Tỷ sử khở Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại to và rõ từ hôm nay. Chín thiên

星期几？几？星期几？星期几？后来第没有今天星期几？ xin thiên xin chi <laughs> chỉ. Bây giờ là số 2. 2. R. R. tuy nhiên số 2 lại dùng để chỉ thứ ba trong một tuần. Hãy nghe và nhắc lại cách nói thứ ba. Xin chi <laughs> 2. xin. xin. chi. 七二二，星期二，星期二。hôm n 今天星期二，今天星期二。

Bây giờ là số 1 y y hãy dùng số này để chỉ thứ hai hãy nghe và nhắc lại xin chi xin chi bây giờ là số 3 Sam Sam Hãy dùng số 3 để chỉ thứ tư. Xin chi san. Xin chi san. Bây giờ là số 4. Sử. Sử. Thứ 5, hãy nghe và nhắc lại. Xin chi sử. Xin chi sử. Bây giờ là số 5. Ủ Ủ Bạn thử đoán xem thứ sáu nói thế nào? Xin chi ủ Xin chi ủ Bây giờ là số 6. Liệu Liệu Thứ bảy, hãy nghe và nhắc lại. Sinh chí liệu Sinh chí liệu Bây giờ là cách nói chủ nhật. Dùng từ thiên trong từ chin thiên, minh thiên. Sinh chi thiên Sinh Sinh Chi thiên thiên sinh chi thiên sinh chi thiên hãy nhắc lại hôm nay thứ mấy xin thiên sinh chi chỉ xin thiên sinh chi chỉ hôm nay thứ ba hôm nay thứ ba 今天星期二。今天星期二。